Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 40.000 top cần có ký hiệu là GOE đến từ sàn Bitmart nha bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn Bitmart nữa. Sau đó thì các bạn nhập vào cái mục iGoblin này các bạn. Rồi. Còn bắt đáp được bạn. Các bạn lưu ý phần link mô tả thứ hai của mình nè các bạn. Đây phần link sự kiện nữa. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter trên Bitmart nè các bạn. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình để giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow tập cần ZOE trên sàn Bitmart nè các bạn. Các bạn cũng chụp màn hình luôn các bạn. Các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn join kênh Telegram group nè. Rồi các bạn join sao nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình luôn. Các bạn chat một câu đi các bạn. Quả tờ đồng người tham gia cơ hội chúng mình rất là mong manh luôn. Mong manh thì cũng chơi đi, chơi phim. Rồi. Tiếp tục thì các bạn request cho tăng ba người bạn mình vào link này nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ tăng với tweet nè. Các bạn tăng ba người bạn mình vào nè các bạn. Các bạn test like nè. Rồi sau đó các bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn nhập ảnh avatar nhấn cho ba gạch cùng. Rồi các bạn chụp màn hình các bạn đã tweet Bitmart nè các bạn. Ơi sao kỹ ta, phan các bạn, sorry các bạn, sorry chụp màn hình lại kìa. Rồi vậy là con mình có đủ đồ chơi để gỡ ảnh cho nó rồi đây các bạn. Rồi các bạn nhấp vào phần link sự kiện này các bạn, link này rớt để mình dán qua trình duyệt Google của mình các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền username Twitter của tất cả các bạn vào nha các bạn. A cộng win V này nè, 924680. Đúng ta? Đúng rồi bạn. Rồi sau đó các bạn điền lại username Telegram bạn đã xoắn xoài gấp nè. Thì các bạn mở ba gạch cùng. Bạn vào ba gạch cùng. Bạn vào setting các ví dụ xin em đã xoắn xoài gấp nè. A cộng anh 361 362. Cái mục này là cái mục quan trọng nên các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn đã đăng ký trùng với tài khoản trên sàn Bitmart các bạn. Sau này tôi cần nó phân phối về sàn Bitmart cho các bạn. Sau đó các bạn chụp màn ảnh màn hình được các bạn đã theo dõi tại Twitter của dự án ZOE này các bạn. Dân người ta đâu ta bức ảnh nào ta. Rồi gỡ lên bức ảnh các bạn follow ZOE này. Và bức ảnh này nè các bạn chọn các bạn. Đúng rồi. Tiếp tục các bạn cung cấp màn hình ảnh bạn đã theo dõi từ Twitter Bitmart nè. Rồi các bạn gửi lên bức ảnh các bạn đã follow từ khoảng Bitmart nha các bạn. Từ Twitter trên Bitmart á. Bức ảnh này hả ta? Đúng rồi. Tiếp tục các bạn đã chụp các bạn ảnh các bạn đã xôn xao kênh group nữa nè. Này ta. Tiếp tục các bạn cung cấp cái bức ảnh các bạn đã tới quyết và tăng gắn thẻ ba người bạn lên qua Zalo và mình chụp lại các bạn. Đây mình chụp của mình số. Anh ta. Rồi, các bạn chỉ việc bấm gỡ là xong rồi các bạn. Chương trình iGoop này random cho 1.000 người may mắn nhận được 40.000 top cần có kèo COE. Hiện tại top cần COE này đã list trên sàn Bitmart với giá là 0.17 đô cho một top cần các bạn. Rồi, gì là xong rồi các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia
Nhân tóc căng COE đến từ sàn Bitmart đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.